nhắc các bạn một vài điểm. Thứ nhất, nhắc lại một lần nữa, nếu bạn nào về với bố mẹ thì nhớ báo lại cho anh chị phụ phụ trách xe. Điều thứ hai, mỗi người sẽ nhận một phần quà, do đó chúng ta ngồi trật tự tại vị trí của mình. Rồi các bạn nào đội trưởng, đội phó mà đang dự thánh lễ tại Thái Hòa và chúng ta tuần sau, chúng ta sẽ bước sang đây để gặp chị Dung. Xin nhắc lại là những bạn nào đội trưởng, đội phó trong lớp của mình á mà muốn tham dự thánh lễ tại Thái Hòa tuần sau thì chúng ta gặp chị Dung. Các bạn đội trưởng, đội phó chúng ta sẽ nhận phần quà sau. Chỉ còn nó về theo xe phụ không? Nhớ số xe. Bạn nào đi xe nào thì xin về đúng xe xe đó nha. Rồi còn một số bạn chưa có ghế ngồi nè. Các anh chị chúng ta không phát quà nữa. Vào đời là đúng ra phụ các anh chị phát quà đó, chứ không phải ngồi yên một chỗ đâu. Ta đoàn này cũng vậy. Chật tự chưa? Rồi, xin các chị phát quà. Nghe, điều hơn là mỗi người có một phần quà ha. Ai cầm phần quà trong tay rồi thì khi ra về các anh chị sẽ đòi ngoài cổng, các bạn sẽ nhận được thêm một phần nước giải khát ha. Rồi, nhớ là hôm nay chúng ta được nghỉ học giáo lý, sau khi về tới giáo sứ thì chúng ta ra về ha, không học giáo lý nữa. Rồi những bạn nào đội trưởng, đội phó thì